đúng là lần đầu mình mới làm cái canh hẹp. Chó ăn chứ người ăn gì trời. Ai ốt thì mà. Hello, xin chào cả nhà. Hôm nay Alan và chị Nhiếm sẽ hướng dẫn một món ăn đến tất cả mọi người, đó là rong biển. Ý, rong nho. À, rong nho sẽ ăn với món nước sốt, sốt mè. Món rong nho này đầu tiên chúng ta sẽ cắt ra và chúng ta sẽ ngâm nước cho nó nở ra nha mọi người. Cái này ai cũng biết mà. Vớt rong nho ra rồi ngâm vào khoảng 0,8 lít nước đá để nó nở ra, rồi chị vớt ra ngâm 0,8 lít nước đá nha chị, để trong vòng 3 phút xong bỏ vô hồng nè. Hôm nay nó nói là mình phải rửa bao bún rừng nên em tại không thôi nước vô thôi đó. Cái món rong nho này mình phải rửa bao bún lần nha mọi người thì cái rong nho nó mới sạch nha. Em thấy từ nãy giờ chị không nói gì luôn á chị. Thường ngày chị nấu nhiều lắm mà hôm nay chị nấu gì vậy? Vậy là mình đã xong rồi nha quý vị. Có hai nước thôi, ăn vô canh luôn á. Ôi giờ thêm nước nữa. Thêm một nước nó đi cho nó sạch. Đó, em đổ nước vừa đó chị bỏ vô đi. Cái rong biển này nè quý vị, nên ăn với nước sốt này nè, rất là ngon. Nhưng mà tôi ăn nước tương mà, tôi không ăn này. Thôi ăn thử coi. Ngon. Vậy sao có tanh không vậy? Ai biết, thấy nó quảng cáo nên mua thử chứ đâu biết. Này, để chị thử cho. Chó ăn chứ người ăn gì trời. Ai ốt thì mà.